Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Thưa quý vị, những ngày qua, clip thiếu niên luồn lách trên cao tốc và chạm với ô tô khiến cho một người tử vong đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nhận định về vụ việc, nhiều chuyên gia cho rằng không phải lực lượng nào cũng được tuần tra giao thông trên cao tốc mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy chở theo một người khác luồn lách trước đầu xe tuần tra giao thông trên cao tốc pháp vân cầu rẽ sau đó hai phương tiện va chạm đúng lúc này xe khách cùng chiều lao tới đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến cho người phụ nữ trên xe máy tử vong cụ thể thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết Hồi 10 giờ 05 phút ngày 23 tháng 11, tại km 209-300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 18F001XX do anh NVV điều khiển chạy hướng Hà Nội Hà Nam với xe tuần tra giao thông của công ty BOT mang biển số 29C553XX do anh DVK, 33 tuổi, trú tại Thái Bình điều khiển, và xe máy không gắn biển kiểm soát do anh LTN, sinh năm 2009, trú tại Nghệ An điều khiển, trên xe chở theo chị TTTV. Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến cho chị TV tử vong tại hiện trường, còn tài xế xe máy bị thương. Cả ba phương tiện nêu trên bị hư hỏng. Sau khi clip về vụ tai nạn xuất hiện trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng không phải lực lượng nào cũng được tuần tra giao thông trên cao tốc trao đổi về báo lao động chiều ngày 24 tháng 11, chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên, nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải Hà Nội cho rằng việc tuần tra giao thông chỉ được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền như cảnh sát giao thông. Đối với đường cao tốc, yêu cầu về tuần tra giao thông càng đòi hỏi cao hơn bởi tuần tra khu vực này vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên nhấn mạnh, đối với khu vực đường cao tốc, việc kiểm soát chủ yếu bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện Đối với vụ va chạm giao thông trên đường cao tốc dẫn đến người tử vong rất nghiêm trọng, chuyên gia đề xuất cần phải làm rõ tại sao xe tuần tra giao thông lại của công ty BOT, xe tuần tra này thuộc đơn vị nào, có đủ thẩm quyền thực hiện việc tuần tra kiểm soát hay không. Luật sư Nguyễn Thị Tình, phó trưởng văn phòng luật sư Tinh Hòa Việt cho biết Khoản 4, điều 16, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 quy định về việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc. Theo đó, khi kiểm soát tại một điểm chỉ được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát xử lý vi phạm tại các vị trí khu vực trạm thu phí, điểm đầu điểm cuối đường cao tốc khi tuần tra kiểm soát cơ động chỉ được dừng phương tiện giao thông vào làn rừng phương tiện khẩn cấp để kiểm soát xử lý vi phạm trong các trường hợp phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống thiên tai cháy nổ cứu nạn cứu hộ tin báo tố giác phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường cao tốc phát hiện phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc sau khi giải quyết xong vụ việc phải thu dọn cọc tiêu dây căng biển báo hiệu và di chuyển ngay ngoài ra việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc phải đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật không gây cản trở đến hoạt động giao thông như vậy pháp luật đã có những quy định cụ thể việc tuần tra kiểm soát trên đường cao tốc do tính chất đặc thù của đường cao tốc việc tuần tra phải đảm bảo nhiều yếu tố an toàn Liên quan tới vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trường văn phòng luật sư chính pháp cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc, có dấu hiệu tội phạm, nên cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ để khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về luật tham gia giao thông đường bộ và xem xét trách nhiệm của các lái xe có liên quan vụ tai nạn này. Theo quy định của pháp luật, tai nạn giao thông gây hậu quả khiến cho người tử vong được xác định là hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn hoặc người tham gia giao thông khác có lỗi dẫn đến vụ tai nạn thì người tham gia giao thông trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý trong vụ việc này, tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc có liên quan đến hai người điều khiển xe máy, người điều khiển xe tuần tra và người điều khiển xe khách. Trong số ba người điều khiển phương tiện này, người nào có lỗi dẫn đến vụ tai nạn thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật quy định đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới. Bởi vậy, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe thô sơ đi vào đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật về hành chính. Riêng hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại Nghị định 100. Nếu hành vi này là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông, thì người điều khiển chiếc xe mô tô này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo ông Cường, hình ảnh ghi lại trong clip cho thấy có dấu hiệu của việc truy đuổi giữa xe tuần tra và người đi xe máy bên cạnh đó xe máy có dấu hiệu chèn ép dừng lại ở giữa phần đường vượt và phần đường xe chạy khiến cho vụ tai nạn giao thông xảy ra theo quy định phần đường dành cho xe vượt làn đường bên trái trên đường cao tốc và phần đường xe chạy làn đường tiếp giáp với làn đường phía trái là nơi cấm dừng đỗ mọi hành vi chủ động dừng đỗ ở vị trí phần đường các làn đường này là hành vi vi phạm pháp luật ông cường nêu quan điểm Cơ quan chức năng sẽ làm rõ xe tuần tra và xe máy va chạm vào nhau rồi dừng lại ở phần đường xe chạy là có chủ đích hay là sự kiện bất khả kháng. Nếu có chủ đích do chèn ép, chặn xe thì người điều khiển xe tuần tra trong trường hợp này có lỗi gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc là hành vi bị cấm. Qua clip cho thấy, người điều khiển chiếc xe mô tô này còn có dấu hiệu lạng lách đánh võng trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, khiến cho xe tuần tra truy đuổi, dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra. Luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng sẽ xác định người điều khiển xe máy có lỗi dẫn đến vụ tai nạn và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra khởi tố người lái xe mô tô này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Còn đối với người điều khiển xe ô tô khách, luật sư Cường nhận định, qua clip cho thấy rõ ràng tài xế đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu truy đuổi nên bám theo cho một số người trên xe khách quay clip và không giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước dẫn đến vụ tai nạn xảy ra. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tốc độ của xe khách này, làm rõ khoảng cách an toàn của chiếc xe này với các xe cùng chiều phía trước. Nếu kết quả xác minh người điều khiển ô tô khách không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát không giữ khoảng cách với xe phía trước dẫn đến tai nạn giao thông thì tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người điều khiển ô tô khách đi đúng tốc độ, đúng làn đường, có giữ khoảng cách an toàn, tuy nhiên do hai xe phía trước dừng đột ngột nên vụ tai nạn giao thông xảy ra thì tài xế xe khách sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, sự việc sẽ được xác định là sự kiện bất ngờ. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những người điều khiển phương tiện có vi phạm về nồng độ cồn, ma túy hay không. Những người này có giấy phép lái xe hay không? Đặc biệt sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông nào gây ra để truy cứu trách nhiệm hình sự với người đó theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị có thể thấy trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, xe máy chạy vào cao tốc là trái quy định pháp luật tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ việc xe tuần tra giao thông của chủ đầu tư đường cao tốc có được phép truy đuổi người vi phạm hay không đồng thời cũng xác định việc xe khách có giữ khoảng cách an toàn có tuân thủ đúng tốc độ hay không để xử lý theo đúng quy định liệu hình phạt nào sẽ được đưa ra những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại